Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin y tế ngày mùng 3 tháng 3 do báo Sức khỏe và Đời sống cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Nam sinh lớp 9 tử vong sau khi tham gia chạy tại hội khỏe phù đồng. Chó dạy vào trường học cắn 13 học sinh và một thầy giáo. Phẫu thuật thành công ca song thai hiếm gặp. Vòng ba xương tấy nhiễm trùng sau 2 ngày tiêm filler nâng cấp. Hi hữu, mảnh xương nằm 2 năm trong phế quản của cụ bà 71 tuổi, miền Bắc gia tăng bệnh nhân cấp cứu do đột quỵ trong đợt rét đậm. Nắng nóng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh phát cảnh báo. Ấn Độ nghiên cứu thành công loại thuốc có thể ngăn chặn ung thư, giá 25.000 đồng một viên. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 3, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch, Quảng Bình xác nhận một học sinh lớp 9 tử vong sau khi tham gia thi chạy tại Hội khỏe phù đồng của huyện. Đáng chú ý, nhiều người cho biết trước khi tham gia hội thao này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã không tiến hành kiểm tra sức khỏe của các học sinh tham gia thi đấu. Theo đó, ngày mùng 1 tháng 3, nam sinh TNL sinh năm 2009, trú tại xã Liên Trường, học sinh lớp 9B trường Trung học cơ sở Quảng Liên tham gia thi đấu tại Hội Khỏe Phù Đồng, huyện Quảng Trạch năm học 2023-2024 năm học 2024, với nội dung chạy cự ly 200m. Sau khi thi đấu và đạt thành tích cao, em L có biểu hiện mệt mỏi và được các thầy cô đưa ra nghỉ ngơi. Một lúc sau, nam sinh có dấu hiệu bất thường, lực lượng y tế tiến hành sơ cứu ban đầu và chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình. Theo lãnh đạo bệnh viện, khi đơn vị tiếp nhận, bệnh nhân có dấu hiệu ngừng tim, ngừng thở. Bác sĩ Nguyễn Viết Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình cho biết. Khi tiếp nhận bệnh nhân, đơn vị kích hoạt báo động đỏ với nỗ lực cứu sống, nhưng triệu chứng ngừng tim, ngừng thở. Sau hơn 1,5 tiếng nỗ lực, bệnh nhân vẫn không có hồi chuyển. Đây được xác định là trường hợp tử vong ngoại viện. Được biết, Hội Khỏe Phù Đồng Cấp huyện Quảng Trạch năm học 2023-2024 được tổ chức với 8 bộ môn và nhiều nội dung. Tham gia hội khỏe là học sinh từ tiểu học đến trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Thời điểm diễn ra hội khỏe phù đồng, thời tiết tại Quảng Bình rét buốt, mưa phùn. Hiện nguyên nhân sự việc vẫn đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Trên thế giới và Việt Nam ghi nhận không ít trường hợp tử vong khi hoạt động thể thao, cả học sinh và người lớn, ngừng tim đột ngột liên quan đến hoạt động thể thao, có thể xuất hiện ở những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch đã biết trước hoặc có bệnh lý tim mạch nhưng chưa được phát hiện và điều trị. Theo các chuyên gia, bệnh nhân tim mạch có thể hoạt động thể dục thể thao, tuy nhiên cần có khuyến cáo cụ thể để tránh các tai nạn không mong muốn. Trường hợp đáng tiếc ở trên là một lời cảnh báo đến việc cần kiểm tra sức khỏe tổng quát và kiểm tra thể lực trước khi bước vào tham gia thi đấu bất kỳ bộ môn nào. Ngày 28 tháng 2, trên địa bàn xã Dược Yên, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh đã xảy ra sự việc chó nhiễm virus cắn 14 người, trong đó có 13 học sinh và một thầy giáo thuộc trường tiểu học và trung học cơ sở xã Dược Yên, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, mọi người đã khẩn trương đưa 14 trường hợp đến trung tâm y tế huyện Đầm Hà để tiêm phòng. Trong đó, 12 người được truyền kháng huyết thanh tại CDC Quảng Ninh. Cơ quan chức năng địa phương đã bắt và tiêu hủy con chó này theo quy định, đồng thời lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Liên quan đến vụ việc này, Tri Cục chăn Nuôi và Thú Y tỉnh Quảng Ninh cho biết đã gửi mẫu xét nghiệm của con chó cắn người tới Trung tâm Chẩn đoán Thú Y Trung ương. Kết quả cho thấy mẫu xét nghiệm dương tính với virus bệnh dại. Trước tình hình trên, địa phương đã nhanh chóng rà soát các trường hợp có thể bị phơi nhiễm liên quan đến con chó dại trên và hiện đang tiếp tục mở rộng diện rà soát tới tất cả các trường hợp bị chó cắn trong thời gian gần đây trước mắt chưa có thêm trường hợp nào phát sinh đồng thời huyện đã thành lập các tổ công tác thực hiện giả soát số lượng chó mèo có trong dân để tiến hành tiêm vaccine phòng dại xong trước ngày mùng 10 tháng 3 tuyên truyền cho người dân không thả rông và đeo giọt mõm cho tất cả các chó mèo trường hợp không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định huyện đầm hà thành lập chốt kiểm soát yêu cầu nhân dân không được vận chuyển chó mèo ra khỏi xã dực yên các thôn xóm tăng cường tuyên truyền cho các hộ dân theo dõi biểu hiện của chó mèo nhà nếu có các biểu hiện bất thường cần báo ngay cho chính quyền địa phương để xử lý kịp thời, không để bệnh dại lây lan. Các vụ tử vong đau lòng do bệnh dại đã sóng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng thiếu kiểm soát việc chó mèo thả rông và tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại trên chó mèo thấp. Để chủ động phòng chống bệnh dạy, cục y tế dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau: tiêm phòng cho 100% chó mèo nuôi đầy đủ và nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. Nuôi chó phải xích nhốt khi ra đường phải mang gió mõm, diệt chó chạy rông, chó vô chủ không nên đùa nghịch chọc phá các con vật nuôi. Khi bị chó mèo cắn, cần rửa vết thương dưới vòi nước chảy ngay lập tức với xà phòng liên tục 15 phút. Nếu không có xà phòng, có thể xối rửa vết thương bằng nước thông thường. Đây là phương pháp sơ cứu hiệu quả nhất để chống lại bệnh dại. Trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho sản phụ mang song thai, trong đó một thai lưu từ tuần thứ 14 và một thai phát triển bình thường. Cụ thể vào lúc 6 giờ 59 phút ngày 28 tháng 2, sản phụ NTT 28 tuổi, địa chỉ ở Quảng Bình được người nhà đưa đến phòng cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ trong tình trạng đau bụng nhiều, chuyển dạ sinh khó thai được 37 tuần. Sau khi khám, thực hiện siêu âm và các cận lâm sàng cần thiết cho sản phụ, bác sĩ nhận thấy một khối thai chết lưu và một thai nhi sống còn lại, xác định đây là trường hợp hiếm gặp kèm nguy cơ tai biến cao. Ekip bác sĩ sản quyết định phẫu thuật cấp cứu do thai nghi ngừng tiến triển. Ca phẫu thuật đã thành công do bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Kim Hà, phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ và các bác sĩ kỹ thuật viên thực hiện. Sau sinh, bé trai nặng 2.900 g, khỏe mạnh được đưa về phòng chăm sóc để tiếp tục theo dõi nguy cơ về hội chứng do truyền máu song thai. Đến ngày 1 tháng 3, tình trạng sản phụ tiến triển khả quan, sức khỏe ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Kim Hà, người phụ trách ca phẫu thuật cho biết, đây là Trường hợp hiếm gặp, sản phụ mang song thai có một thai chết lưu từ tuần thứ 14 nhưng may mắn thai còn lại phát triển bình thường nên không cần chấm dứt thai kỳ. Sau sinh bé phát triển ổn định, khỏe mạnh. Các bác sĩ khuyến cáo trong thai kỳ, sản phụ có thể đối diện với rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và thai nhi. Do đó khi mang thai cần được tư vấn và kiểm tra sức khỏe định kỳ về sản khoa, tim mạch và một số bệnh lý nguy cơ khác. Dù đã cảnh báo rất nhiều lần, tuy nhiên tình trạng chọn làm đẹp tại các cơ sở không uy tín dẫn đến biến chứng nguy hiểm vẫn liên tục xảy ra. Mới đây lại thêm một bệnh nhân nữ 37 tuổi tiêm filler vùng mông, sau đó xuất hiện chảy dịch, mưng mủ, bác sĩ chẩn đoán biến chứng nhiễm trùng. Ngày 1 tháng 3 vừa qua, thạc sĩ, bác sĩ Tạ Thị Hà Phương, khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng Bệnh viện Gia Liễu Trung ương cho biết, các bác sĩ của đơn vị này vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ, 37 tuổi, bị áp xe sau khi tiêm filler chất làm đầy vào mông. Trước đó, bệnh nhân có tiêm filler để nâng cấp vòng 3 tại một cơ sở của người quen, không rõ được tiêm loại thuốc gì. Sau tiêm 2 ngày, bệnh nhân xuất hiện khối sưng, nóng, đỏ, đau vùng mông, kèm các dấu hiệu nhiễm trùng như sốt. Bệnh nhân tự sử dụng thuốc kháng sinh và hạ sốt tại nhà, nhưng các triệu chứng không thuyên giảm. Sau khi xuất hiện các biểu hiện chảy dịch, chảy mủ, thì bệnh nhân mới đến khám tại Bệnh viện Gia Liễu Trung ương. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị biến chứng nhiễm trùng sau tiêm filler, nguyên nhân do kỹ thuật không đảm bảo vô trùng và sử dụng các sản phẩm filler không an toàn của những người không có chuyên môn. Theo thạc sĩ, bác sĩ Tạ Thị Hà Phương, đây là biến chứng hay gặp ở người tiêm filler tại các cơ sở không uy tín. Để điều trị ca bệnh này, bác sĩ đã phẫu thuật trích dịch áp xe, điều trị kháng sinh an toàn và chăm sóc tại chỗ cùng hỗ trợ tâm lý cho người bệnh. Tuy nhiên, người bệnh có thể gặp những di chứng về thể chất hoặc tinh thần. Bệnh viện gia liễu trung ương thường xuyên tiếp nhận nhiều bệnh nhân gặp biến chứng của những spa chui kém chất lượng, hầu hết do tâm lý ham rẻ, tin vào những lời trèo kéo trên internet, tiền mất tật mang. Vì vậy, người dân được khuyến cáo cần chọn những cơ sở uy tín, chuyên môn cao đã được thẩm định bởi các cơ quan có thẩm quyền, sử dụng những loại thuốc tiêm nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ngày 1 tháng 3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết, vừa thực hiện ca nội soi gắp dị vật làm mảnh xương, nghi là xương gà, dài hơn 2cm nằm trong phế quản cho bệnh nhân 71 tuổi. Đây là một trường hợp hy hữu khi mảnh xương nằm 2 năm trong phế quản người bệnh. Bệnh nhân là bà HN 71 tuổi quê ở tỉnh Thái Bình, được chuyển đến bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ từ bệnh viện chuyên khoa trên địa bàn thành phố với tình trạng ho kéo dài, theo dõi viêm phổi trên tiền sử lao phổi kèm nghi ngờ có dị vật đường thở chưa rõ loại. Bệnh nhân cho biết bản thân không rõ bị hóc xương hay không và bị từ khi nào. Bệnh nhân chỉ nhớ cách đây khoảng 2 năm, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện ho nhiều, kéo dài, tăng lên mỗi khi gắng sức, đã điều trị nhiều nơi không giảm. Bệnh nhân nghĩ do mình bị lao phổi chưa hết. Sau khi tiến hành thăm khám kỹ dưới sự điều hành của bác sĩ chuyên khoa 2 Triệu Anh Đệ, trưởng khoa nội tổng hợp, người bệnh được chỉ định nội soi để gấp dị vật. của nội soi tiến hành trong 30 phút. Trên hình ảnh nội soi tại vị trí phế quản trung gian phía dưới phổi phải bị tắc bán phần do dị vật, bề mặt phế quản có viêm, sung huyết và phát hiện có dị vật. Sau nhiều nỗ lực, các bác sĩ đã lấy ra được dị vật là mảnh xương dài hơn 2 cm. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Ngọc Lợi, khoa Nội tổng hợp cho biết, trong suốt thời gian dài bị hóc dị vật làm bệnh nhân ho và viêm phế quản mãn tính, nếu dị vật để quá lâu có thể gây ra viêm phổi, áp xe phổi và các biến chứng nguy hiểm khác. Bác sĩ khuyến cáo người dân khi có vấn đề bất thường ở đường thở cần được thăm khám tại cơ sở y tế uy tín có chuyên khoa để sớm phát hiện và có hướng điều trị kịp thời. Khi vô tình bị hóc dị vật, tuyệt đối không tự lấy dị vật bằng bất cứ cách nào, cũng như chủ quan bỏ qua việc lấy dị vật. Hãy đến các cơ sở y tế để được thăm khám, can thiệp điều trị kịp thời nhằm tránh những biến chứng nguy hiểm gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Những ngày rét đậm rét hại vừa qua, các bệnh nhân và cấp cứu tại trung tâm cấp cứu A9, trung tâm đột quỵ, trung tâm thần kinh đều tăng lên. Thời tiết lạnh không chỉ ảnh hưởng đến bệnh nhân lớn tuổi mà kể cả người trẻ. Các bệnh nhân không chỉ bị đột quỵ, tim mạch mà mắc các bệnh lý khác như đột quỵ não, bệnh lý thần kinh. Đặc biệt, bệnh nhân nặng ở tuyến dưới chuyển lên khiến toàn bệnh viện đều quá tải. Theo tiến sĩ Võ Hồng Khôi, Giám đốc Trung tâm Thần Kinh Bệnh viện Bạch Mai, cao điểm là ngày 27 tháng 2 có tới 76 ca vào cấp cứu. Số bệnh nhân nằm viện ngày 28 tháng 2 là 70 trường hợp. Trung tâm đột quỵ của Bệnh viện Bạch Mai đã quá tải. Do đó, sau can thiệp, bác sĩ nhanh chóng chuyển bệnh nhân sang Trung tâm Thần Kinh. Tại khoa Thần Kinh, Công suất giường chỉ 250 nhưng đang tiếp nhận điều trị cho gần 400 bệnh nhân. Qua giai đoạn cấp tính, các bệnh nhân sẽ được chuyển sang trung tâm phục hồi chức năng. Theo đánh giá của bác sĩ Khôi, bệnh đột quỵ ngày càng tăng và có xu hướng trẻ hóa. Ông từng tiếp nhận bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não trẻ nhất là 11 tuổi. Phó giáo sư Mai Duy Tôn, giám đốc trung tâm đột quỵ bệnh viện Bạch Mai cho biết số bệnh nhân đột quỵ qua các năm đều tăng. Ví dụ năm 2022, bệnh viện tiếp nhận khoảng hơn 10.900 ca thì đến năm 2023 đã tăng lên 11 3 338 ca. Từ sau Tết, số bệnh nhân vẫn tăng đều. Vị bác sĩ này cũng khẳng định thời gian cấp cứu rất quan trọng đối với bệnh nhân đột quỵ. Sau đó, người xuất hiện các dấu hiệu méo miệng một bên, nói ngọng, thất ngôn, yếu liệt hoặc tê bì tay chân một bên, mất thị lực đột ngột một hoặc hai mắt cần được đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Trong khi miền Bắc chìm sâu trong rét đậm những ngày qua, thì tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành miền Nam, nắng nóng vẫn kéo dài bất thường, tác động đến sức khỏe người dân, khiến số ca nhập viện cũng gia tăng. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong tháng 3, hình thái thời tiết nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất khoảng 34-37 đến 37 độ C, không có mưa. Nguy cơ nắng nóng gay gắt dài ngày xảy ra ở khu vực miền Đông và khu vực ven biên giới các tỉnh Tây Nam. Thời tiết nắng nóng đang tác động trực tiếp đến sức khỏe của cộng đồng. Nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là đối tượng người già, người trẻ và phụ nữ. Theo ghi nhận, tại Bệnh viện Thống nhất và các bệnh viện nhi đồng trên địa bàn thành phố, tỷ lệ người già và trẻ em mắc các bệnh như huyết áp, tim mạch, hô hấp tuần qua đến khám chữa bệnh tăng trung bình khoảng 20%. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC vừa phát đi thông tin cảnh báo, nắng nóng là một trong những biểu hiện của biến đổi khí hậu và các vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng như say nắng, say nóng hay đột quỵ do nắng nóng, nguyên nhân chủ yếu là do tiếp xúc nhiều giờ trong điều kiện nắng nóng, không nghỉ ngơi và bổ sung nước hoặc là do thay đổi thời tiết đột ngột. HCDC khuyến cáo, trong thời tiết nắng nóng, cần uống đủ nước và khi uống nước nên chia thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước một lần. Nếu không có việc cần thiết, người dân nên hạn chế đi ra ngoài trời trong những ngày nắng nóng, đặc biệt là khung thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ. Nếu phải đi ra ngoài trời, người dân cần che chắn nhằm hạn chế tiếp xúc với nắng, như đeo khẩu trang, sử dụng váy chống nắng, áo khoác dài tay. Thời tiết nắng nóng sẽ xảy ra tình trạng sốc nhiệt. Do đó, những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách làm tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng. Trước khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời nên ngồi nghỉ trong bóng mát. Nên ăn thêm các loại rau xanh và hoa quả, có món canh trong bữa ăn hàng ngày và rèn luyện thể lực để duy trì trạng thái sức khỏe tốt nhất. Một tín hiệu khả quan khi Viện Tata ở Mumbai, cơ sở nghiên cứu và điều trị ung thư hàng đầu ở Ấn Độ, tuyên bố họ đã phát hiện ra loại thuốc có thể ngăn chặn ung thư tái phát. Đặc biệt, loại thuốc này có giá dự kiến chỉ 1 USD, khoảng 25.000 đồng. Các nhà nghiên cứu và bác sĩ tại Viện Nghiên cứu Tata ở Mumbai, cơ sở nghiên cứu và điều trị ung thư hàng đầu ở Ấn Độ cho biết họ vừa nghiên cứu phát triển một loại thuốc điều trị ung thư với giá dự kiến chỉ hơn 1 USD một viên. Viên thuốc có tên RCU ra đời sau một thập kỷ nghiên cứu, chứa các hợp chất chống oxy hóa cùng Ritvratron và đồng tạo ra các gốc oxy trong dạ dày. Các gốc này sẽ phá hủy hạt nhiễm sắc do tế bào ung thư đang chết giải phóng, ngăn chúng biến tế bào khỏe mạnh thành ung thư. Thuốc còn giảm 50% tác dụng phụ của các phương pháp như xạ trị hoặc hóa trị. Quá trình dùng thuốc cũng ức chế sự lây lan của tế bào ung thư từ bộ phận này sang bộ phận khác của cơ thể gọi là di căn. Đặc biệt, loại thuốc này có tác dụng ngăn ngừa ung thư tái phát khoảng 30%. Nó cũng có hiệu quả trong điều trị ung thư tuyến tụy, phổi và miệng. Hiệu quả của viên thuốc Roseu giúp giảm tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị đã được thử nghiệm trên cả người và chuột. Trong khi đó, kết quả ngăn ngừa ung thư tái phát mới chỉ được nghiên cứu trên chuột, các thử nghiệm trên người dự kiến kéo dài từ 5 năm trở lên. Tiến sĩ Rajendra Bhatve, bác sĩ phẫu thuật ung thư tại bệnh viện Tata Memorial và là thành viên của nhóm nghiên cứu đã đưa ra giải thích về quá trình này. Các tế bào ung thư ở người được đưa vào cơ thể chuột, sau đó chuột được điều trị bằng xạ trị, hóa trị và phẫu thuật. Tế bào ung thư chết đi vỡ thành những mảnh nhỏ, di chuyển đến các bộ phận khác của cơ thể qua đường máu, biến các tế bào khỏe mạnh thành ung thư. Để giải quyết vấn đề trên, các nhà khoa học đã cho chuột uống những viên thuốc chống oxy hóa chứa Ritveratron và đồng RCU. Viên RCU tạo ra các gốc oxy trong dạ dày, nhanh chóng đi vào máu, phá hủy chromatin một cách hiệu quả, ức chế quá trình di căn ung thư. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!